Đây, cá thần đây. Đây. Đấy. Vứt cỏ xuống ăn luôn mà. Không đớp à? Rồi, đi vào đi. Thắng đang đi vào nhà em ước hôm nay. Ui, quả này to. Ý, đấy. Cá thần đấy. Đi phát nó đớp luôn. Nhà em ước hôm nay mổ lợn. Mời Thắng cùng Phen Phen gia đình vào trong nhà em ấy ăn Tết. Nay ăn Tết ở bản người Mông rồi, nay thì ăn tiếp ăn Tết ở bản người Tày, xem nó có cái gì khác. Trên bản người Tày này có cái gì. Đây, nhà em ước đây, ở mấy ông bà cả ngày mưa giờ nó mới hạch nắng. Xem lợn, mổ lợn to không? Phen Phen 70 cân à? Và nhà sàn thì nguyên tắc rồi, phải bỏ dép ở ngoài. Xin chào. Vâng, chào cô chú nhá. Đấy, rượu Tây uống kiểu Tây bỏ đấy. Trong rượu Tây uống kiểu Tây. Rượu cái chai rượu của anh Hùng cho. Rượu vodka Nga. Đang nướng thịt tí đây ạ. Mới mới có bằng ngày treo lên thôi à? Chưa có nhiều treo nhỉ? Giá vẻ cháy quá rồi. Riêng mẻ mắm tôm à? Không có mắm tôm. Sao mùi thế? Mẻ thôi. Mẻ với cái này lật không có đắng cố cá à? Vâng. Không có canh đắng không? Hôm nay mật cháu Phong nó làm vớ rồi. Thế à? Ôi cái thằng Phen Phen này không được cái nước gì cả. Nó đập vỡ quả mật rồi à? Đâu mà đây là món gì đây ạ? Không, chú xào nhân tiết canh. Nhân tiết canh ạ? Mổ lúc mấy giờ sáng ạ? 9-10 giờ. 9-10 giờ. Xong bao lâu mới xong? Khoảng tầm 11 giờ hơn ấy, mới xong. Thế đây là đánh rồi thôi? Hay là đánh từ trưa? Trực tiếp. Còn cái chỗ này là ấy. Cái chỗ này là tí cho nhân vào. Nhận tiết vẫn để từ chiều, từ trưa đến giờ cơ. Có đảm bảo không ạ? Ôi đảm bảo chứ. Dạ? Đảm bảo chứ. Đảm bảo. Nó còn ngon hơn lươn đấy. Thế à? Ngon hơn lươn. Lươn hầm với ống bường. Lươn chạch. Hầm sợ phát khiếp, tành ngéo ngéo. Hôm đấy phải cho nhiều lá lốt mới là rau răm vào nữa. Cái quất đẹp tuyệt vọng đâu? Không. À kia à? Cái quất để sao để đấy? Sao không mang vào trong nhà? Không. Hả? Cây này có đắt không? Mấy tỷ? 2 tỷ. Hay là tí tỷ? Đây là bánh giò của người Tày. Bánh này thì phải chấm đường hoặc chấm mật ong. Mấy bé xinh xinh rồi. Không có nhân nhá. Đấy, gói bằng gạo nếp và lá dong. Rất nhỏ. Cái này thì chấm mật ong thì ngon tuyệt vọng. Đấy. Người Tày thì khác hẳn người Mông luôn. Họ có hạt giống và được chọn bằng những cái bông lúa to nhất. Đấy, hạt mẩy nhất và treo lên như này. Đó.
để đảm bảo cho cái vụ giống mùa sau. Đấy. Đây là những hạt gạo nếp nhé, rất là tròn và mẩy. Đấy, đây là thịt được ướp ở trong một cái xô này. Thịt ướp với gừng và muối. Người Tày thì khác với người Mông, người Mông ướp khoảng một ngày, nhưng mà người Tày ướp khoảng từ 8 đến 10 ngày nhé. Khi nào thịt nó ngấm hết muối vào trong thì thôi. Có thể là thịt còn thắng chưa nhìn thấy nó tận mắt như nào, mà thấy ước nó nói rằng là từ 8 đến 10 ngày ngâm như này. Đấy, ướp như này xong mới mang đi treo. Đấy. Chắc là đậm đà lắm này. Mà bịt kín như này không cho một cái gì xâm nhập vào nữa. Sườn xào chua thôi à, không có ngọt đâu phải không? À sao sao tỏi thế à? Đã, món tiết canh sủi bọt bọt lên luôn. Bây giờ là phải cho ấy vào chứ, nước lọc chứ. Ra vẻ hơi nhiều tiết chú. Vào thế thôi ạ. Rất đơn giản thôi nhỉ, cứ tưởng là phức tạp lắm. Món gì đấy? Thịt pho ấy ạ. Thịt gì? Pho. Pho á? Thịt pho nghe hiểu hãng pho á? Lá rong ấy mà. Gọi là thịt pho. Lá ngoá vào trong xong là mới một lượt lá rong ở ngoài. Thơm thế nhỉ? Món này thơm đấy. Món này đặc của người Tày luôn nhá, phải không? Ngoài dân tộc Tày ra còn đấy, còn dân tộc gì làm không? Cái lá này kệ nó này. Cái này ăn được đúng không? Nó nào? Lá rong này á? Không, lá trong là ngoá. Ôi đây đây đây. Cái điểm đấy á. Tay vừa sạch không ấy, vừa ngoáy mũi ấy. Sạch anh ơi. Ôi, biết sạch rồi. Nè, trời ơi. Trời ơi. Chị cô bác mà tưởng tay phen phen bẩn, nó chửi phen phen thật. Ngon đấy nhỉ. Nó nhìn như kiểu bánh gai ấy. Nhưng mà ước ơi, có trộn bột vào không? Có cắt trong ước? Có cắt, có kéo đây. Yeah. Kéo cắt ra được. Không có lấy kéo cắt được. Kéo cắt được. Kéo được. Có một cái này thôi à? Ba cái. Có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ? Nướng lâu lắm rồi đấy. Thịt băm với cả rau thơm à? Băm cho cả lá. Có bi chuối không? Không có. Chuẩn phải có bi chuối phải không? Không có rau răm. 4 miếng thế thôi á? 4 miếng nhỉ? Không, 8 miếng. Cắt 8 á? Ừ. Cắt tam giác à? Ừ, cũng được.
Sao không cắt tròn đi? Cắt tròn. Cắt tròn được ấy. Rất là thơm, cái này nướng rất là thơm nhỉ. Mở ra đã thấy thơm rồi. Giờ có ma đầy. Hạt cây nữa. Em đi lấy đâu? Được mà. Có ngay đây có phải đi lấy sao rồi. Đĩa, đấy, một đĩa có vẻ hấp dẫn đấy. Cái kia chín chưa? Đây đây cái này. Ba đĩa luôn à? Ừ. Ui, cứ mở ra là thấy thơm, nức mũi luôn. Ừ, lần đầu tiên ăn món này luôn rồi. Bánh bánh gì? Bánh là cái này cái gì ước? Nói lại. Bánh pho. Thịt pho. Ô, nhưng cái này không có lá này. Cái này không có lá à? Nhầm à? Ô, cái này thiếu lá rồi. Thằng này bóc cả lá đi rồi sao ấy? Đâu. Không có. Quên. Cái này không phải thịt pho rồi. Cái này là thịt thịt gì? Phó à? Đặc sản thịt pho ạ. Trong đám cưới có hay làm không ạ? Có. Đám cưới người ta có mà. Cầu kỳ quá à? Không làm được. Họ cũng làm mà. Cái này không có lá ngoa hơi phí nhỉ? Ừ. Có cả gạo nếp sao ấy? Không. Nguyên thịt thôi. Thịt mới cả cái những cái rau gì băm vào cùng. Ừ. Rau răm. Mỗi rau răm thôi. Ừ. Rau cải không được à? Rau cải không được. Rau răm nó mới có vị thơm. Mấy cái ấy này nước sau ốc nó lên cho với ớt vào. Mấy cái này có lá ngoa không? Ê, có cái chắc kia có chú làm đây, chắc có cái kia chú quên liệu có không đấy. Có đây, hay là cái này lại hai lá ngoã quên chuyển cho hết sang đây đâu hay nhầm đây, nhầm có sang khi... cái này hai lá à, có khi có ô xong rồi à có à, có có hai lá luôn nhờ. Ờ hai lá thơm rất thơm nhỉ. Nhìn lâu lắm rồi đấy. Như bánh chưng ấy nhỉ? Mình nướng dần đấy. Đầu tiên là tưởng bánh gai, không phải. Nhưng mà gọi là có món ăn là thịt pho. Từ pho nó dịch ra là tiếng kinh là gì? Hay đóng quát, đóng quát. Vẫn là pho kìa. Cái này à. Là tay em sạch nhá. Ừ. Tay em phèn phèn sạch nhá. Mũi đang xịn xịt. Tay em phèn phèn sạch nhá, không tí ấy. Nhầm đá vỡ đầu. Nhầm đá vỡ. Tuyệt vọng luôn. Mấy cả cái này là nó hơi nóng, với cả kéo là hơi cùn. Ngon nha, kích thích dần nhậu lắm đấy cái này. Ngon nhỉ. Nhìn đẹp nhỉ. Cái này không phải là đặc sản của vùng Tây Bắc này nhỉ? Cái này đặc sản Hà Giang. Ăn vô, ngon lắm. Năm nay ra vẻ làm ít lạp sườn hơn năm ngoái nhỉ? Vâng, năm nay làm ít. Nhưng mà con lợn này 70 cân mà lòng nó bé lắm mẹ. Thế à? Lòng nó bé tí này. Ừ. Chắc là nó cho ăn ít. Lòng nhưng mà lòng nó dài lắm. Thế à? Con này bé nhưng mà lại dài à? Đấy. Đấy. Có con to lại ngắn. Lòng nó là mấy chục mét. Ờ, thế à? Mấy chục mét. Mấy mét nhầm. Mấy đây vẫn chưa làm được 1/2 đâu. À. Còn 2-3 phần kiểu này nữa. Đây là xào hủ đốn à? Thắng cố à? Tổng hợp đấy. À, ua quả thận chưa thái kìa. Đâu anh? Ôi, sót. Đấy bổ ra sót. Thôi để lại. Đây này là tim. Lại đánh tiết canh nữa à? Không, cho dầu thơm. Dầu thơm, thế còn cái này làm gì ạ? À, tí ăn thôi đấy, đánh tiết sợ nó đông đấy. À, để riêng. Sợ nó không đông nữa cơ? Ờ, sợ nó đông kiểu ấy, mình hám này, xong chú đánh mà. À, tí nữa thả cái này vào tiết tiếp để ăn. Thả rau thơm này nữa. Thơm. Diễn lại nào, anh Tư. Cắt đi nhé.
sắp cháy chảo. Giống như khách sạn phết đi nhỉ. Cháy rồi. Ăn thịt mỡ này mới ngon. Nó có da, có bì này. Cái này là ướp mẻ với cả hạt tiêu, hạt mắc khén, một ít giềng nữa. Giềng nữa. Giềng đỏ. Ngồi đi. Được rồi, ngồi đi. Ngồi được sáng. Ở trong chén chảo màu đỏ. Vừa dài vừa to. Làm miếng này để xem nó đấy, từ nãy giờ chỉ soi mỗi cái loại này thôi. Cái này vẫn là cái cuốn cái lá 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 ngoã ngoã ngon mà. Ngoã nó mới thơm nước luôn. Nếu bố em làm đấy không biết là cái nhân này lúc mình băm tiết canh ấy nhỉ. Cái nhân này phải cái nhân này không? Cái này như kiểu có cả mộc nhĩ phải không? Không có đâu. Không có. Bye. Đầu xuân năm mới có mời. Ăn như là ăn lá ngoã. Lá như nào ạ? Còn mơ thấy mơ được không? Không. Ăn thử xem mà. Ơ lá ngoã mà. Lá ngoã. Còn bây giờ lá ngoã vào nó mới thơm. Nào. Rượu Tây uống với cả người Tày. Rượu Tây uống bằng cách Tày. Em ấy nhá. Trái rượu của bác Hùng mang vào đây rồi. Năm mới chúc sức khỏe anh chị nhá. Mấy nữa lại còn rượu của bác Khánh nữa. À Khanh nữa. Dùng đi anh ơi, tự nhiên. Ai ăn đi bà ơi.